Rồi con chào gì? Dạ, dạ. Con chào mấy gì? Chào vợ nha. Chào anh. Gì à? Gì vợ về ổn rồi ha? Ừ, giờ đi lên ở nhà ăn sáng. Đi ăn sáng hả gì? Ừ. Dạ. Ừ. Dạ rồi đi. Đi. Dạ gì? Bà xã đi không? Mời bà xã đi bà luôn. Bà xã con đi chợ rồi. Dạ. Ừ. Dạ. Rồi chạy đi con lấy nón này chạy đi. Vũ xin kính chào cô chú anh chị và các bạn nha. Vũ xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn được dồi dào sức khỏe. Hiện giờ khoảng gần 9 giờ sáng các bạn. Hôm nay là ngày 19 tháng 1 năm 2024 âm lịch nha các bạn. Còn ngày Tây là nay như 28 rồi. Vì Dượng Tùng ở bên nước ngoài mới về nha các bạn. Bây giờ Vũ xin kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng đi với Vũ, đi với gia đình của dì Tùng, đi ra quán phở Thí An để ăn phở nha các bạn. Đây là ở chợ Bình Đại nè. Sáng thì hôm nay trời nắng rất là đẹp đó các bạn. Ở chợ thì qua Tết rồi bà con buôn bán cũng bình thường trở lại nha các bạn. Đây là quán phở Thí An. Ở đây là ở khu phố 1, thị trấn Bình Đại nha các bạn, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Nó kế bên là tiệm điện máy của A Tỷ. Mình chơi chúng đó chút xíu là ngay đầu chợ Bình Đại. Quán phở Thí An thì cái quán này rất là lâu rồi nha các bạn. Quán này hình như Vũ nghe nói là tới 3 đời. Các bạn có dịp đi xuống Bình Đại ghé đây ăn ủng hộ quán phở Thí An nha các bạn. Đây số 39A khu phố 1 thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Ở trước đây là có bán bánh mì luôn. Ôi chào cưng. Dạ. Đây quán bánh mì thịt nha các bạn. Alo con nghe nè. Dạ. Con nghe rồi con. Vô bánh mì không? Thôi anh ăn phở. Ăn phở hả? Ừ. Chú đi đưa phở đi anh ba chú. Ừ, hôm nay chú bán cũng được hả? Dạ được. Đây, thịt chả lụa là nhìn hấp dẫn luôn các bạn. Quay ổ bà Tây Nguyên trong nhà nè chú. Hả? Bà Tây Gan quay trong nhà. Ờ. Chỗ bà Tây Gan đầy bò. Xuống xuống. Làm xong rồi. Con chỗ bà Tây Gan đầy cho anh Vũ quay con ơi. Để qua đây nướng lại. Đây là trong quán phở nè. Chủ nội chủ. Dạ. Dạ dạ. Trời giận nữa ha. Rồi. Này bánh mì là đặc biệt ở đây ba tê ở nhà làm rất là ngon nha các bạn. Đó. Mới vừa làm luôn còn nóng hổi luôn. Này cần để cái bánh đi. Ở nhà cưng làm luôn ha. Dạ, nhà làm. Cái này thành phần nó gồm gì cưng, thịt với gì cưng? Thịt với bắp gan. Bánh mì cưng bán nhiêu ổ cưng? 15 anh Vũ. Ừ. Thì theo ai ăn 20 tiệm làm 20. Ừ, bà con ghé mua ủng hộ bánh mì Tí An nha.
Nó nước tương hả cưng? Dạ nước tương, cái này bơ lên nữa. Ờ, bơ. Bao nhiêu tiền? Dạ 15 cậu. Bánh mì. Dưa. Rau thơm. Để qua lò nướng vô trong quán phở. Dạ. Dạ. Cho chị mượn 100.000 trả tiền với số rồi để hai con bánh phở. Một bánh phở, bánh phở tay đạm tay riêng bánh phở. Hai bạn hai người đến là một cái dầu. Chào chị. Dạ con cảm ơn gì. Giá chiều trúng 4 tỷ. Bây giờ nó vé số mà nếu mà chị mua chị cho hết thì mình lấy, còn cho mà chưa lại thì đừng có đừng lấy, không có nào trúng nữa. Mà gì cho hết rồi mà, gì đâu có chừa đâu. Cho hết rồi mới đâu có chừa. Mà chừa lại không có trúng. Chiều nay mình trúng mình cho lại. Chúng hồi mình ăn xong rồi đi ra giữ gạo luôn phải không Dũng? Dạ. Ăn ăn gân cho nó bổ gân rồi lại. Gân. Anh Vũ ăn cái gì bánh gì? À bánh hủ tiếu. Nếu mà chị đưa lên cho vô làm điện là y nha. Anh hai ăn cái này là làm sao? Hả? Cái này là gì quá này? Nạm gân, ăn gân cho nó bổ gân. Dạ. Rồi cho em nạm gân luôn, nạm, bánh hủ tiếu. Nạm gân. Uống nước gì vậy? Dạ thôi ăn sáng này không uống nước gì. Không có lắm, bây giờ nước lại hoài không có gì. Chị có ớt nè. Không ăn ớt hả? Cái gì tao mượn. Dạ. Có ăn cho gì ăn dò duyên hả? Cũng còn ở gần biển đó mà không biết nghe nói vô Trung Quốc á, không biết nhà đó. Vậy đi vô đó hỏi nhà chị biết rồi. Có chấm nước tương không? Vũ chấm nước tương ha, chấm dệt. Chấm nước tương hơi mặn nồi hơn. Thôi. Vì Dưỡng Tùng về nay mấy bữa hả? Thì thứ bảy á. Dạ, thứ bảy, chủ nhật. Thứ hai, thứ ba, tới cũng 4 năm bữa vậy. Nó nghe vậy hôm nay mình từ thiện ở trong nhà của dạ. Em gì nha. Dạ dạ. Để con mì gói gì mua rồi. Dạ. Nó bán có 72 à mà dạ. Đều ở ngoài chợ mình 73 thì thôi gì trả 73 luôn. Dạ. Tại cái ấy người ta bán vốn mình cũng nội nếu nhiều quá thì dạ, dạ. Còn coi thì mình chở bạn mình chở luôn. Dạ. Nói hôm nay người ta mới giao hàng vậy là nếu mà xe tải nó giao hàng đó mấy giờ? Đâu đâu để giao gạo á hả gì? Giao sáu nó giao gạo á. Dạ. Thứ sáu mới 21 à. Để em điện lại nó. À, hỏi nó là chừng nào có mì gói. Mà giờ nào đợt cho mình sẵn có vụ đây mình hỏi. Ủa ngày qua anh có điện cho năm Dũng được gấp á bạn. Dạ, dạ. Có điện. Dạ. Rồi chừng nào ở bên mà nhà mẹ? Thì chừng nào gì sắp xếp đi. Vũ giờ sắp xếp thì giờ nói gì gì. Chừng nào cũng được, con cho gạo xong rồi còn. À, giờ thì ngồi ra ngoài thì dạ. Coi gạo được thì gì trả tiền luôn thì dạ. Ghé rồi gì gửi tiền cho Vũ lấy cái mì gói rồi đi thôi. Dạ. Chị kêu xe mình đi thôi. Nếu mà ở trong đó mì rẻ mình đặt ở trong đó luôn. Ừ đúng rồi, cái chỗ thấy quê của Vũ cũng từ nghiệp ta. Không cũng như là ở bên đây nè. Nó chỗ gì mua á. Ừ. Chỗ nào rẻ mua à. Ừ. Rồi mà xe mình chạy ngang đó. Đúng rồi. Ừ. Dạ. Vậy Vũ vui không? Tại đâu có gì đâu, mua ở đâu cũng mua thôi chứ đâu có ấy gì đâu mà vui với buồn. Sợ ở đâu rẻ bà con, ví dụ như rẻ được 1 thùng 2 thùng mà cho thêm bà con đỡ nữa chứ. Con ở đây con mua chỗ nào rẻ mua thôi à, chứ không có. Đậu xanh nó thôi. Đậu xanh nó phở thôi, nè.
22 là anh đây 19 phải không anh ơi? Rồi. Ăn giống anh hấp dẫn quá à. Ăn. Có kêu thêm tô bò đi ngoài vậy. Dạ thôi nhiêu đây chắc thấy nhiêu đây là quá dư rồi đó. Kêu tô nha. Hỏi nó gì à? Đi ăn đi để nó ngủ rồi. Rồi khoái ăn ngủ. Dạ. Đẹp. Ngon không anh? Ngon. Ăn gân là ăn chất lượng luôn. Dạ. Ăn gân là bổ gân. 6, 8, 9 tiếng. Còn anh Đạt. Còn tiếng là anh Đạt. Nặng ra chúng tôi được 10 tiếng không rồi. Nói gì ăn tái vậy? Nè bánh Thái Lan chưa đồ nè. Dạ. Mua hồi 2 anh sách về. Để ha. Mua hết phở ngon không vậy? Ngon. Quá ngon luôn chứ. Vừa không có ăn gân giống anh hai hả? À? Anh hai anh ba em quên rồi. Anh ba. Lâu gặp quá anh hai năm rồi. Em có đi chạy đi ngang dòm dòm không thấy anh, thấy có nhà ghé chơi. Ông anh chạy ngang lúc nào đi ngang cũng ghé gặp thấy Vũ mà. Sao không? Mà đang đâu ghé chơi. Ra năm ghé. Họ thấy ăn ngon quá. Ăn cần. Cái này em nhớ hình như ba đời phải không? Dạ. Ở quán á. Đúng rồi. Ba đời. Cái ba ăn giật tăng sắp cùng rồi đi đi rồi tới. Không. Ăn này cũng ngon. Chưa ăn. Thấy. Cái ba ăn giật tăng. Vậy mà nói đòi. Biết luôn, đè nhìn đi trong đây nè. Biết chứ. Bậy của ảnh để sẵn chứ tao có làm đâu, tao chỉ cần. Đâu có từ từ. Đi lại lấy bánh ăn cho kìa cái bộ, lại lấy bánh ăn. Rồi không kịp quay đâu, mạng yếu rồi, gì mất tiêu rồi. Có, tại nó tối quay rồi. Dạ. Nói sao mình lại nghe lộn xộn quá hả? Nay nó lộn xộn quá. Rồi giờ ăn tự nhiên đi. Không biết tắt. Cầm gì quay hả? Hay vậy không muốn. Đúng rồi, mới ra vắng thôi, có nãy cũng có mấy bàn. Dạ rồi em đi, em chúc chị mua mai bán đắt nha chị. Rồi, cảm ơn chị.
cảm ơn Dũng. Dạ. Chào cưng. Hả? Thôi thôi anh không uống. Rồi. Cái vựa gạo của chị Sáng. Ồ anh sao quá vậy? Ở đây nè Dũng ơi. Vô. Dạ. Vô trong à. À còn ghế nữa. Chị có nhà không? À điện cho mẹ về cái Linh. Mẹ đem qua lắm hả? Còn anh không? Ừ. Ủa sao vậy? Chị ba vậy? Chị ba vậy? Chị ba vậy? Ừ. Chị ba vậy? Nhớ không? Nhớ chứ. Nhớ hả? Trời lúc đi đò nữa mà. Đò gì? Hồi đó mấy ba đi đò nào? Hả? À, đò Quyền Vĩ á. À. À cái bà lắm đó là đò là. Ủa sao chạy theo nó vậy? Tại đi không thì như mẹ vậy. Không chạy theo nó đã nó về nhà nấu cơm nó cho con đó. Trời, tôi tưởng đâu thấy quả mà kêu chạy. Mà lúc đó Dũng nó kêu mà. Nó chẳng thấy tưởng đâu mà đi xuống nhà gì này. Thì kêu anh quẹo lại không? Hả? Họ kêu anh quẹo không? Đi lại, lại cái này. Chạy đem chỗ. Chạy bố đi lá. Sao có? Chạy vòng lại. Nó uống bà trái luôn nha. Dạ dạ thôi em uống bà phê nữa. Không uống à. Hồi sao uống bà phê? Không uống rượu qua xong. Rượu ở nhà không có. Hồi uống rượu. Với uống nước rồi mà. Vậy là để lấy nước mát uống. Để lấy nước mát không? Vũ uống cà phê được rồi Vũ. Dạ không con, hồi đó giờ không uống cà phê. Nước suối hả? Có nước suối không lạnh thì cho anh trai được rồi. À nước suối uống rồi chứ không có uống cà phê. Không dám uống chắc thích thấp. Rồi kế với nhỏ thì cái gì mày thích thích. Kìa. Lấy điện rồi. Lấy điện rồi, dây điện rồi. Sao mà nó đang quay rồi. Nãy giờ ông chị nhà như thế tao nó xàm xíu. Đâu có gì đâu, nói chơi vui mà. Đâu có nói bậy gì đâu mà sợ. Nó bậy thiệt luôn á. Mai chút nữa nó bậy rồi. Rồi rồi cái ba nó sững lắm. Anh sợ đúng nhỏ. Hồi nay sao chị không đi? Ở nhà giữ cháo, dạ. Làm công tác hậu cần. Dạ. Ừ. Khoảng 70%. Chỉ có 30 người là thằng chịu ăn dùng nhiều đó. Còn chứ là đưa cho họ đem về bán lại. Cái gạo này là anh bán ra ngoài là nhiêu? 17.000. Còn như giờ cho từ thiện thì anh bớt phải không? Bán từ thiện bán Mutsuri ha, dòm là phải. Mutsuri trời dân. Giờ để 16.000 ký phải không? Anh mà em nói là phải đưa như vậy là được phải không? À? Phải đưa như vậy là được phải không? Thì cái chuyện đưa đi giùm cho. Là không. Ở bên vòng trôm á. Ừ cũng được đó thì ý, đó nhưng mà phải lội vô. Ý nói là phải từ ngay chỗ chiếc xe tải anh lậu á. Là anh phải giao cho nhà Vũ. Rồi anh chuyển vô thì Vũ với lực lượng đó phụ luôn với anh luôn chứ không phải là một mình anh. Phụ chuyển vô, chuyển vô. Dạ đúng rồi, con phải về bản con phụ. Thì con cháu ở thì nó phụ chuyển vô luôn. Rồi bỏ lên xe Honda lên xe tải.
À, bỏ xe ga lên theo. À. Mà bển phải có người là em ở bển. Người ta cũng có không ta để em ở bển. À, nhưng mà có người phụ kia chứ xe ra chứ mình nó kia được. À, phải. Thì đúng rồi. Không. Kêu không nổi. Dạ. Thì gọi bên đó người ta có mấy người Linh hả chủ? Dạ thì qua bản con về để con mượn. Ừ, Linh phụ cho đó là dạ. Ra chỉ nói với em cũng dẫn phụ tải nữa. Nói với chồng Nam Dũng dạ. Dạ. Sao mà kêu lên cho dạ. Nó không? Dạ dạ. Ừ. Tại vì chiếc xe hai bên vui vẻ là được rồi. Đó. Đều nói chung ra là cũng vì từ thiện thôi chứ không có là không có suy nghĩ gì hết. Là tại vì thích anh nên mới mua gạo của anh ở bên đây chứ hồi năm kia thì Dũng mua bên bển. Tại cũng là một cái ly cà phê đá của anh, thấy anh cũng như là thoáng á, biết không? Ủa nè, 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 đó, đồ bê nè. Không, 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 nên mấy ấy chứ biết là anh sẽ ấy qua bởi. Thì bán nè, bán thì họ đưa đâu rồi, mình cũng đưa đi dùm tại từ thiện mà. Mình làm cho con. Cũng như vừa giúp một chút công đức phải không? Vậy giờ em lấy 2 tấn. 2 tấn nha. Ừ. 1 tấn thì chở vô nhà bé ba. Tấn chạy, tấn chạy. Tấn đi bỏ. Tấn đi làm bỏ. Dạ. Chuyến đi vô nhà này. À, nhưng mà bên đây trước, bên đây trước. Bên đây từ thiện trước. À, làm bên mấy anh này trước. À, Thành Trị nè, ở xã Thành Trị trước. Ở lối nào là ngay chỗ ủy ban xã Thành Trị chạy chạy ngược tới ra Bình Hưng 1 khoảng chừng chạy lên, lên Bình Hưng 1 khoảng chừng 300 m. Tới vậy. 300 m là tới cây xăng chưa? Chưa chưa. Lên 200 m là đối diện với đại lý ban Ngọc Phát. Rồi. Ngay chỗ đó có vườn gạo của gì quên rồi. À, của con ở đó ở trước thì con Ý. Ý. Dương Ý. Là ngay chỗ đó không? Sắp đó, sắp bên. Nhưng mà ngay nó đâu có hở được. Tôi phải chạy con bên cái ngay được. Nhưng mà anh ở mấy bên đồng là mấy bên. Mấy bên Ý luôn. Mà ở quỹ ban xã là anh chạy là bỏ. Còn anh uống cà phê anh. Bỏ thêm 2 ngàn nữa tới vậy. Rồi. Chở Ý. Chứ phải cạn chứ ngay là không được, ngay là đúng nó luôn. Gần phải gần không? À gần thì được. Vậy là có xin tới loại không? À rồi. Cái ngày có 40 cọc cỏ mà bỏ mà bự bự vậy đó. Vậy bữa đó thì kêu anh Quốc 21 chở vô phải không? À 21 chở vô. 21 mình à 21 cây. 21 mình. Anh chở vô buổi chiều cho mát cũng được. Tại vì không có bao giờ anh mát bữa nào à? 22. Vậy sáng sớm nay chở vô anh mát luôn chứ để gạo ở nhà chi những cái chuồng bò nó quá. Nhà không? Cũng được. Sáng sớm là bạn anh bác mấy giờ là tôi vô rồi, trước. Rồi để sáng hôm nay chở vô cũng được á. Đúng rồi. Bây giờ mát nè. Rồi vậy thì mảng sáng bây giờ tôi chở vô. Anh Quốc đừng có làm giống như kỳ bữa hổm ở chợ Bình Đại rồi ơi. Người ta lời cái đóng mà anh không biết nhà đó. Nhớ không? Rồi giờ thì bữa đó là tại nha. Không biết nhà. Giờ như là. Dạ biết rồi. Vô đó. Bữa đó anh ba tính mấy giờ phát? Ừ, sáng 6 giờ đi. Tính khoảng 10 giờ để cho chị. 10 giờ hả? À, rồi. Thì trong 7 giờ tới nhà anh à, sao anh chở đi. Tại vì hôm cái năm rồi cái đường đó mình vô nó cũng hơi khó, thành ra nó cũng hơi mất thời gian. Còn như nhà anh ba giờ sát bên đó là xuống đó. Xuống đó lẹ. Chứ chở vô sớm quá, nhiều khi người ta thấy đống gạo ngồi lại nẹo anh dữ lắm. Ê, nghe. Trong vòng không có. Không có như ở chợ mình. Trời ơi. Có thiếu vậy. Thế mà kỳ đó có phát cho chồng rồi. Không có. Họ thấy tôi chở đi là hủi rồi họ chạy theo. Không có ngoài chợ thôi chứ ở trong đó im lắm. Trong đó im lắm. Thật sự. Nhà Vũ cũng im. Đúng vậy. À, vô qua chồng. Chỉ có phát phiếu người ta mới biết người ta tới thôi. Đó. Vậy giờ trả gửi tiền cho anh luôn. Gửi tiền luôn ha. Rồi. 16-32 vậy thì dễ tính. Giờ nhận trước 32 triệu luôn. Nhận đủ 32 triệu chứ trước thì đâu có thêm nữa đâu. chưa có đưa gạo lấy tiền rồi. Mà gạo rồi. Gạo phải đúng giờ hàng mẫu rồi ăn quá. Đúng với trời đúng hàng mẫu rồi. Đúng rồi. Nói chưa đưa gạo lấy tiền vậy thôi đợi đưa gạo lấy tiền luôn được không? Được. Sao Vũ giờ đưa gạo ta làm sao? Nói cho vui nói dạ đưa luôn cái gì đâu mà để đưa tướng tấn đi đưa tướng tấn không rồi giờ như là gì gửi tướng bên đây tấn còn tấn bảnh để chi kè kè túi ai biết sao đâu tì gì cũng được tì gì đi không ổn mà bây giờ chở xuống thì đứt cái vụ dạ mà để bọc tiền như ra mà đâu quát gạo mà cứ cài cái con tiền kè kè không có giờ cái vụ ngốc ra tờ tiền quá tờ luôn tiền luôn
Đếm lại đi. Rồi. Để khi không biết đếm nó dính trong đó. Nếu dính về tôi cũng trả lời cho tôi lấy. Không biết tôi. Rồi đủ tiền. Rồi đủ ha. 2 tấn gạo. 2 tấn gạo. Rồi. 2 tấn gạo là 200 quay. À làm bao cho có quay cầm cho đẹp đẹp chứ nha anh Quốc. Không quay quay cả quay nó hết rồi giờ còn có bao ấy. Hả? Cái vỏ đó là gạo thơm. Gạo thơm cho cái bao nó cho nhưng mà nó cái vỏ nó hết tại không tết á. Bán cho ta thì nó tơi. Rồi giờ sao? Thì giờ đựng bao xanh đó. Bao xanh là may miệng đó. Rồi. Bao nó phải bao kia đẹp quá giờ ở đầu không có hả? Không có cái hôm tết này nó chưa có hàng gì. Vậy sao giờ mình không mượn hẳn gạo khác hả? Mượn gì được, ba ngày tết này nhà nhiều cây nó quá luôn. Vũ. Dạ ở này thì gửi con 9 triệu hả? Làm gì vậy? Ừ, qua bển mua mì gói giùm vậy là thiếu thì đắp vô giùm vậy rồi thì dạ. Để cho họ chợ lên vô. Dạ dạ. Rồi cảm ơn gì. Cái bao này cũng dạ. Dày, xuống quán người ta đựng ba lỗ mỏng như này bao dày. Nhưng điều tính muốn cho nó steam chút vậy mà. Đúng không? Bao kia đẹp hơn phải không? Chưa kìa giao rỗng hả? Ở đứa bao này nè. Không phải ý nói là hồi Tết này giao hết rồi á là bao kia không phải có tiền đem ta đặt hàng. Thấy không? Tiền đem ta đặt hàng. Là sao? Người ta đặt hàng đặt cái mẫu bao nào thì tiền đem ta đặt hàng cái vô người ta đặt gạo thơm phải vô cái vỏ. Hả? Cái vỏ là vỏ đựng gạo thơm. Đúng rồi. Còn cái này là gạo nở mình mới đựng cái này. Giờ muốn còn gạo mình không phải thơm phải không? Không, gạo này gạo nở. Gạo nở. Là mình phải này. Đựng cái này còn gạo thơm á là phải chờ, mà chờ cái vỏ gì cũng có. Cái gạo thơm đựng cái vỏ. Này mà nó mai miệng. Cái này mai miệng lại bao này bao dày tại nha. Cái này nó cũng hai độ bao. Cái bao dày mà. Mà mai chứ đừng có bột nghe chị, ý quên tôi cũng thích bột nghe. Mai chứ tại hồi chị mua trong kia nó bột nhìn thấy. Mai nó lẹ hơn cột. Cái máy nó rẹt rẹt kìa. Nhưng mà mai cho kỹ nó đừng có lủng à. Rinh tới lui lủng là không chịu á. Mai thì nó bít miệng thôi chứ còn cái dụng cái bao. Cái bao nó vô mình cho mình làm là đã ngon rồi đó. Bút sơ ri mà. Bút sơ ri hộp nhỏ nè. Thường thường chỉ ăn gạo mà gạo ăn cơm mà gạo nào cái hộp càng nhỏ là ăn càng ngon. Hộp nhỏ. Cái gạo nhỏ thì nó cái này là nó nở. Nó nở cũng vừa vừa chứ nở quá thì tình chê. Nó nở rời rời ra. Tôi không muốn giờ tôi sắp. Cảm ơn anh nhanh quá. Cảm ơn nhanh bỏ tay cái thôi. Bỏ tay rồi đó. Bỏ tay rồi. Chúc mừng nghe. Vì bả làm cái này có mình giao thông hoài như vậy. Có hỗ trợ gì cho bà con nghèo ở quê hương. Anh cứ bán như vậy hoài là tôi hoài như vậy à. Thì tôi bán hỗ trợ luôn. Công lượng anh công thì tôi có khổ anh có công hai mình hợp tác với nhau là được rồi. Cảm ơn trời ơi. Không là từ đây hấp tới dài dài sẽ là như vậy hoài nha. Vậy vui vẻ là được rồi. Trời ơi. Ở đâu cũng vậy. Rồi về bạn mạnh mẽ ha. Rồi chỉ cho dì coi lại cái gạo một cái đó đi. Mấy cái bao gạo ngoài đó đi cho dì coi lại một cái nữa. Mốt vào phải đúng cái đó.
Anh hai chiếc xe tải này gì? Bán cho ta ăn. Một chiếc lớn, một chiếc nhỏ. Bán chiếc. Đây, cây gạo nè, còn có cây này nè. Chữ xa đi, không ơ là nói. Ừ. Còn mấy đây là gạo khô, còn cái cây gạo là hết luôn á. Thôi kệ, mình mua để mình chia sẻ cho bà con ăn cho ngon bữa này bữa à, tốt rồi dạ yeah. Dạ rồi bên nào cũng mua được. Tại biết chiếc xe này ràng nó chở nhiều. Vậy mốt anh em mình hợp tác hoài nha. Rồi rồi, à, miễn có gửi tiền về mua gạo là tôi ủng hộ cho. Nếu có tiền gửi về là ủng hộ rồi. Ủng hộ liền, không có gì hết trơn á, anh em mình không à. Bán không cần bán là nhiều là thôi, đủ tiền đúng xe rồi, rồi. Đúng rồi. Xe nhà chở lấy giá tiền xe. Nếu anh có sức khỏe làm hoài được, ok rồi có không? Rồi rồi, em về nghe anh Quốc. Rồi, cảm ơn anh. Rồi. Bye. Giờ chủ chạy vô đây là đường chợ cá. Chợ này vắng quá chừng luôn. Đi chợ, chúng đi theo gì đi chợ chơi luôn. Bóp hả chị? Dạ. Dạ anh chào gì? Chào gì? Chào gì? Dì bán còn hai con hả gì? Còn hai con. Dạ sáng giờ bán đỡ không gì? Cũng được dạ. Bán dạ. Không có lấy nhiều đâu, già rồi đâu có bán nhiều đâu. Dạ. Dạ cảm ơn dì, chúc dì mua mai bán đắt ha. Dạ. Tùng gì chơi được bao lâu Tùng? Em về à, mà ủa, chào đó. À, 37
Vũ lại quay đó hả? Vậy hả? Bả giờ bà đi bả dẹp quá dẹp luôn nhìn không ra coi ai làm mai giùm mày bả đi ngoài cái gia tụng nó không chịu cái này ký sáu thôi đứng rồi còn con đi nãy giờ đi mua gạo rồi con đi theo cho bịch bự thôi mà cái chơi đi vô chợ chơi bả xả chi bả 190 rồi bả đóng tâm nãy rồi đâu rồi cái đó hả cái đó trả tắm còn ông xã có về không? Dạ có đã hả? Dạ không có mua gì. Là không em coi rồi có cái đó. Từng đi không phải coi ai là mai bẻ nhỏ lên bẻ nhỏ đi. Đang đẹp trời ơi, cảm ơn Tùng nha. Đi gặp anh cả nha. Rồi cái lý này ha. Rồi cái lý này mua rau. Rồi đi chút cái bãi mua mai bán đắt nha. Rồi cảm ơn Vũ. Dạ. Rồi cũng đi. Dạ. Vũ thấy bà già ở đâu? Dạ. Giờ đi mua giùm con luôn cho bà cái này hả bà? Cái gì vậy ta? Để bán dạ tên kia tên đầu chợ có bà gì bán đậu đậu phộng. Thôi mướp là mắc quá à, để 10 kg còn mướp vậy thôi còn mướp thổi đi. Mua rau thơm. Giùm con thôi để cho 15 hành. Ký rồi 2 kg rồi ký. Trời ơi. Đồ quên cho quay đây tôi ngồi đây rồi lên đến ô nhiễm. Nè. Dạ. Cái đó dưa leo không bà? Dưa leo giá. Cái mứt các bạn nó ngon. Lấy hết giá rồi. Đây là đọc đâu đây. Dưa. Cố. Cái bữa là nấu cơm chua với ăn lẩu. Em lấy 725 nào đi bảy. Ờ. Hết con 25 chiếc này lấy 75. Dạ bún. Dạ nhiều. Dạ 40.000. 40.000 rồi dưa leo. Dạ. Nấu chua hay gì chua. Nó không có bảy vậy đi nhỏ tới không bảy. Cơm nữa. Dạ. Con chua hả? Mày đưa 50.000 hết đi bảy ơi. Dạ 50 à. Chị tao với Vũ tính đi lên đây coi bà già cho dòng bánh xanh thì đi không? Thôi vậy mày đi cỡ này tao dòng xuống đây tao mua nước cốt. Rồi mua nước cốt với bún. Rồi tương. Mỗi đâu muốn cộng đó thôi vậy. Nhà còn cốm với mắm. Rồi mày với Vũ đi đi. Rồi mày đi. Dạ. Vũ đi. Lát nữa dòng đỡ xuống đây. Đi với anh Vũ đi chị hai. Đi đi. Dạ. Hôm nay không có tên kia, không có tên đầu, có bà cụ lớn tuổi bán đậu phộng. Ở bữa nay vắng quá chừng luôn. Nói rồi qua Tết thì vắng. Đầu về nè. Hả? Về qua 3 bữa rồi. Dạ. Dạ.
không chị? Hết rồi hả? Mình là lên đầu chợ giờ. Mười giờ tan chợ. Có cái chú bệnh cũng lớn tuổi.
cái ông lại mới chạy xe ngang ầm quất á. Dạ. Đi đường này xuống. Dạ. Đây là gì có ấy gì tặng cho chú này chai dọc à. Chú ơi, chú bán vé số. Gửi tặng cho chú chai dầu. Sáng giờ bán được không chú? Dạ, cũng rơi rơi. Dạ. Đúng rồi. Tặng thêm hai chai vé số nè. Cảm ơn chị. Về lâu không chị Tổng? Về ba bữa rồi. Vậy hả? Sao không Tết không về chứ? Tết năm ngoái về thấy chợ không có bán gì ăn đó. Ngoài ra chiên có bán rồi. Mẹ con chứ có đâu. Ê Sương. Quá. Đã ta, cảm ơn chị nha. Rồi còn ngủ lại chim bò. Dạ. Đâu mới về chị Tóm. Mới về. Vậy chơi gì đây chị đây? Tặng Sương 2 tờ giấy số mà. Đều cảm ơn chị. Dạ chiều nay trúng đi. Mua gì? Sáng ở phòng. Con hỏi chị mua chị đem qua bệnh chị ăn đó. Bữa nào đi nhớ cùng em nghe. Bánh tráng, bánh phòng, rau, củ quả. Dạ, chào chị. Bán đắt không chị? Vậy nào chị? Dạ, về 2-3 bữa tặng chị nè. Cảm ơn chị. Giá chiều đi vô đặc biệt. Dạ. 3-4 tỷ thì sao? Giá chiều trúng đặc biệt đi. 4 tỷ thì trúng thôi, còn 2 tờ ra cho mà. Dạ. Chị bán mì. Dạ, đâu, bữa nay quên đi ăn lên bánh chừng thôi. Ê, quá trời ấy luôn trời ơi. Bánh nào? Để bán 10 ngàn. Bánh bông lan. Nó mua ủng hộ bánh nào bánh thằng ông á hả? 10 ngàn một bánh không? Còn bánh này? Dạ 10 ngàn luôn. Vậy cái nào ngon, ăn ngon hơn Vũ? Cái nào nó cũng ngon hết trơn. Vậy gì mua hai thứ đi. Nước nào cũng ngon mà hai thứ. Dạ. Hai thứ đi. Ủng hộ hai bịch đi. Dạ, trời gì mà dám quay ra dám quạnh à. Cái bánh này là bánh truyền thống. Cho anh hỏi Cưng ở đâu bán bánh này Cưng? Em ở ấp 1. Em hả? Rồi anh đi chúc Cưng mua mai bán đắt ha. Bánh của ấp 1. Ấp 1 Bình Thắng ha. Em uống xin xa không lụ à. Anh không lụ tới hôm kia. Dạ. Để chờ chị nào đi. Bánh thơ lụ tư xa để em đi hả? Rồi em đi chị. Có lẽ bà này chỉ người lớn tuổi mà dòng cái xanh hết thôi. À, là nhà giống như chị này nè. Dạ. Ngoài nhà đem đi ra bán là sao? Nhà đem bán hả chị? Dạ. Mà cái dòng cái xanh nó hết trơn rồi con. Này mình giăng lưới hả chị? Dạ, con đúng bán con lúng. Gửi chị hai trai. Dòng nước xanh để tặng chị mà hết trơn rồi. Xin lỗi nha chị. Em có đi chợ em gặp thì em sẽ cho chị sau ha. Em đi chị. Đây là bên chợ cá. Thank you.
Dạ. Nãy gì mua đồ ăn đủ hết rồi ha. Đúng rồi. Dạ. Nãy hồi thì bỏ lên xe đi. Bên này là hai bịch này nha. Dạ, lấy một bịch thôi. Đó đi chơi gì đồng ơi. Ừ. Giá chiều trúng 2 tỷ nha mấy chị. Ồ, bà dì bãi đâu rồi? Tùng đi mua gạo xong rồi các bạn ơi, giờ là Vũ với dì Tùng về, Vũ xin phép kết thúc cái video. Vũ cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem cái video của Vũ.